Xin kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Cuộc tấn công của Liên quân Mỹ và Anh nhắm thẳng vào lực lượng Houthi ở Yemen vào hôm 11 tháng 1 đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng quốc tế. Điều ngạc nhiên là các nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu lại không có nhiều phản ứng ủng hộ Mỹ và lựa chọn đứng ngoài cuộc. Theo hãng tin Reuters, Việt Ý, Tây Ban Nha và Pháp không cùng Anh và Mỹ tấn công Houthi cho thấy đây là một vấn đề khiến châu Âu chia rẽ. Nhóm Houthi gần đây nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự ở Biển Đỏ, gây gián đoạn hoạt động hàng hải ở khu vực này. Các hành động của Houthi được cho là nhằm phản đối những hoạt động quân sự của Israel ở dải Gaza. Đêm 11 tháng 1 và rạng sáng 12 tháng 1 giờ Mỹ, máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ và Anh đã triển khai hàng chục đợt không kích khắp Yemen để trả đũa các cuộc tấn công liên tục của Houthi vào Biển Đỏ, một trong những tuyến đường vận chuyển thương mại tấp nập nhất thế giới. Đài CNN dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho biết, Mỹ đã thực hiện thêm đợt tấn công nữa nhằm vào mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen trong đêm 12 tháng 1 giờ Mỹ. Các đợt tấn công mới có phạm vi nhỏ hơn nhiều so với vụ tấn công một đêm trước đó. Các quan chức Mỹ cho biết, Hà Lan, Úc, Canada và Bahrain đã hỗ trợ hậu cần và tình báo cho chiến dịch này. Ngoài ra, Đức, Đan Mạch, New Zealand và Hàn Quốc đã cùng Mỹ, Anh, Hà Lan, Úc, Canada và Bahrain ký một tuyên bố chung lý giải nguyên nhân tấn công cũng như cảnh báo sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ dòng chảy tự do của thương mại Biển Đỏ nếu Houthi không lùi bước. Một nguồn tin trong văn phòng Thủ tướng Georgia Meloni cho biết rằng Ý đã từ chối ký vào tuyên bố và kết quả là không được tham gia nỗ lực này. Tuy nhiên, nguồn tin chính phủ Ý cho biết nước này đã được đề nghị tham gia nhưng đã từ chối vì hai lý do. Thứ nhất là vì bất kỳ sự tham gia nào của Ý đều cần có sự chấp thuận của Quốc hội và việc này sẽ mất thời gian. Thứ hai là vì Rome muốn theo đuổi chính sách bình tĩnh trước tình hình căng thẳng Biển Đỏ hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto hồi đầu tuần đã bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc nhắm mục tiêu vào Houthi. Ông chia sẻ với Reuters rằng hành động của Houthi phải được ngăn chặn, nhưng các bên không nên gây ra một cuộc chiến mới trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết Madrid không tham gia hành động quân sự ở Biển Đỏ vì muốn thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Mọi quốc gia đều phải đưa ra lời giải thích cho hành động của mình. Tây Ban Nha sẽ luôn cam kết hòa bình và đối thoại, bà nói. Phát biểu với điều kiện giấu tên, một quan chức Pháp cho biết Paris lo ngại rằng nếu tham gia các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu, họ sẽ mất đi một đòn bẩy có được trong các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Hezbollah và Israel. Gần đây, Pháp đã tận dụng phần lớn hoạt động ngoại giao của họ vào nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở Lebanon. Khi được hỏi liệu Pháp có từ chối tham gia hay không, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết ông sẽ không nói chi tiết về các cuộc đối thoại ngoại giao. Ông sau đó nói rằng, tuy không trực tiếp tham gia không kích, song nhiều nước cũng đã cam kết hỗ trợ chiến dịch, đặc biệt là hỗ trợ phi vũ trang. Theo Reuters, một nhà ngoại giao nắm rõ quan điểm của Pháp giấu tên cho biết Paris không tin rằng vụ tấn công của Mỹ và Anh có thể được xem là hành động tự vệ hợp pháp. Trong khi đó, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày 12 tháng 1, Mỹ và Anh khẳng định cuộc tấn công của hai nước nhằm vào Houthi là hợp pháp theo luật quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào nhóm Houthi phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo bà, hoạt động này được thiết kế để làm gián đoạn và suy yếu năng lực của Houthi trong việc tiếp tục tấn công vào tàu thuyền và tàu chở hàng thương mại trong khu vực. Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi phản ứng ngoại giao trong lúc tìm cách bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại, bà nói. Phần mình, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Susan Woodward nhấn mạnh với sự hỗ trợ phi vũ trang của Hà Lan, Canada, Bahrain và Úc, Anh đã cùng với Mỹ hành động cần thiết và tương xứng để tự vệ. Trong khi đó, phía Nga và Trung Quốc cáo buộc phương Tây đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cáo buộc rằng các hoạt động không kích của Mỹ và Anh vi phạm luật pháp quốc tế và khiến căng thẳng trong khu vực ngày một leo thang. Theo ông, những cuộc tấn công đó là không thể chấp nhận được, đồng thời chỉ trích chúng là không cân xứng và bất hợp pháp. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân nói rằng Hội đồng Bảo an không cho phép sử dụng vũ lực chống lại Yemen. Theo ông, hoạt động của Mỹ và Anh không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng và gây thương vong cho dân thường, mà còn dẫn đến rủi ro an ninh ngày càng cao ở Biển Đỏ.
Một phần lý do khiến các quốc gia châu Âu lựa chọn đứng ngoài cuộc và không tham chiến là vì sự bị kéo vào những xung đột liên quan ở Trung Đông. Mỹ đã cố gắng để không phản công Houthi trong thời gian dài. Tuy nhiên hiện tại, khi Mỹ tấn công Houthi, khả năng Mỹ bị cuốn vào xung đột và xung đột lan rộng là rất cao. Thông tấn xã Việt Nam đã dẫn nguồn từ kênh Al Jazeera ngày 12 tháng 1 về một cuộc trao đổi với ông Giorgio Cafiero, giám đốc điều hành Group State Analytics, một công ty tư vấn rủi ro địa chính trị ở Mỹ. Ông nói một trong số đó đã sử dụng đòn bẩy mà Mỹ có đối với Israel để buộc Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Gaza. Vì lý do chính trị, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chọn không làm như vậy. Đội ngũ của ông Biden lại đang đối phó với các hoạt động của Houthi ở Biển Đỏ thông qua dẫn đầu liên minh để tấn công quân sự các mục tiêu của Houthi. Theo ông Cafiero, động thái tấn công Houthi ở Yemen có khả năng kéo Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Ông nói thêm, đây không phải là điều mà đa số người dân Mỹ mong muốn. Các quan chức trong chính quyền của ông Biden đã nói đi nói lại rằng họ không muốn một kết quả như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ những quyết định mà đội ngũ của ông Biden đưa ra đang đẩy chúng ta đi theo hướng rất nguy hiểm này. Nhận định của ông Cafiero được đưa ra trong bối cảnh một quan chức ngoại giao Houthi tên là Hussein al-Azizi cảnh báo rằng Mỹ và Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề vì đã gây hấn. Ông al-Azizi nói, đất nước chúng tôi đã hứng chịu một cuộc tấn công gây hấn lớn từ các tàu, tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh. Mỹ và Anh chắc chắn sẽ phải chuẩn bị trả giá đắt và chịu mọi hậu quả thảm khốc sau hành động gây hấn trắng trợn này. Hàng chục người biểu tình ở Yemen phản đối Mỹ-Anh không kích Houthi. Trong bối cảnh tình hình Biển Đỏ đang nóng rực với các động thái tấn công giữa lực lượng Houthi và liên minh do Mỹ đứng đầu, hàng chục ngàn người Yemen đã tập trung tại một số thành phố để biểu tình phản đối vụ Mỹ-Anh không kích Houthi trên lãnh thổ Yemen. Mỹ-Anh cho biết cuộc không kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Theo các quan chức Mỹ, các tàu chiến, máy bay chiến đấu và một tàu ngầm đã phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu Yemen. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, 4 máy bay Typhoon của nước này đã rời căn cứ Ad-Rotiri ở Cyprus vào lúc 19 giờ 30 phút tối 11 tháng 1, mang theo bom dẫn đường Paveway 4 và tiếp cận mục tiêu ở Yemen vào khoảng 23 giờ 30 phút giờ địa phương. Máy bay chiến đấu Anh đã không kích hai địa điểm mà Houthi dùng để phóng tên lửa và máy bay không người lái. Một nguồn tin quốc phòng Anh cho hay, sứ mệnh trên đã được thực hiện thành công. Hai tàu chiến đã hiện diện ở Biển Đỏ, đã không tham gia trực tiếp vào cuộc tấn công, trong khi các tàu chiến Mỹ nã tên lửa vào mục tiêu của nhóm Houthi. Theo nhóm vũ trang Houthi, các vụ không kích đã làm 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Phát biểu trước biển người biểu tình, thủ lĩnh nhóm Houthi, ông Mohammed Ali al-Houthi nói, các cuộc tấn công của các vị vào Yemen là khủng bố, Mỹ là ác quỷ. Ông al-Houthi nhấn mạnh, chúng tôi không tấn công bờ biển nước Mỹ, cũng không di chuyển vào các hòn đảo của Mỹ. Các cuộc tấn công của các vị vào đất nước chúng tôi là khủng bố. Người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Saree, cáo buộc kẻ thù của Mỹ, Anh đã phát động hành vi gây hấn tàn bạo như một phần của sự hỗ trợ cho việc tiếp tục phạm tội của Israel ở dải Gaza. Ông Saree cảnh báo Mỹ và Anh sẽ phải bị đáp trả. Các cuộc biểu tình chủ yếu của tổ chức tại các thành phố do Houthi kiểm soát ở Yemen. Tại thành phố Sanaa, đám đông đã vẫy cờ Yemen, Palestine và hô vang cái chết do nước Mỹ, cái chết cho Israel. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!